Chỉ thị của Ban Bí thư hôm 20 tháng 12 cũng cho biết các lãnh đạo đảng, nhà nước và các cơ quan cấp trung ương sẽ không tổ chức đi thăm chúc Tết địa phương, các địa phương không chúc Tết trung ương. Bên cạnh đó, chỉ thị nêu rõ nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Ban Bí thư giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần ban gồm có Tổng Bí thư Đảng, một số ủy viên Bộ Chính trị và một số ủy viên khác. Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Cao Huy Huân về động thái của chính phủ Việt Nam trong việc chống tham nhũng đội lốt qua Tết. Trả lời trên một trang báo mạng ở Việt Nam mới đây, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ cho rằng việc tặng quà Tết trái quy định không phải là hành vi ăn trộm ăn cắp nên khó bắt quả tang. Việc người dân phản ánh qua đường dây nóng phải có quá trình xem xét để tránh việc lợi dụng, ảnh hưởng đến danh dự của người liên quan. Câu trả lời của ông Đạt xếp trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay cho thấy tính chất nghiêm trọng của nạn tham nhũng, hối lộ, chạy trọt mà ngay chính các cơ quan thanh tra chống tham nhũng của chính phủ Việt Nam cũng phải đau đầu. Nhưng nếu chúng ta nhìn quanh các quốc gia ít có nạn tham nhũng, chúng ta có thể thấy việc quản lý quà tặng cho quan chức không phải là chuyện khó khăn. Tại sao vậy? Thứ nhất, tôi cho rằng đó là nhân tố đạo đức hay tính tự giác chấp hành luật pháp. Nếu so sánh mức độ tự giác của người Việt và người Mỹ, người châu Âu ngay tại đất Việt Nam hay ở nước ngoài, chúng ta có thể thấy rõ người Việt chúng ta kém tự giác hơn người nước ngoài. Điều này có thể nhận ra trong việc sử dụng các hệ thống nhà vệ sinh công cộng, việc bỏ rác vào thùng rác, việc giữ gìn tài sản chung, việc trả tiền trong siêu thị hay như việc dám làm, dám chịu mà một biểu hiện tiêu biểu là hành động từ chức khi phạm sai lầm. Tình hình này có thể bắt nguồn từ yếu tố văn hóa, từ môi trường xã hội, từ nền giáo dục chưa tôi rèn được ý thức tự giác, từ cơ chế tuyển dụng công nhân, viên chức chưa minh bạch, còn nạn chạy trọt và nạn thế hệ này phải kéo thế hệ sau. Tính tự giác kém của các thành phần bất hảo kèm theo các quan chức bất hảo khiến cho luật cấm quà cáp không ngăn chặn nổi hàng tá những chiêu trò mà họ bày ra, khiến các nhà làm luật lẫn các cơ quan thi hành pháp luật phải bó tay. Thứ hai, quan trọng không kém, chính là sự quyết liệt của bộ phận chống tham nhũng. Gần đây, Việt Nam phát hiện ra nhiều trường hợp tham nhũng lớn, khiến nhiều người dân phấn khởi. Tuy nhiên, nhìn lại sẽ thấy, những kẻ tham nhũng có thời gian ủ bệnh rất lâu dài. Các quan tham có thời gian tăng tiến từ việc này đến việc nọ. Từ một nhân viên hành chính bình thường leo lên tận các vị trí cao cấp mà khi bị bại lộ, ai nấy cũng ngỡ ngàng. Như vậy, tôi đặt ra hai câu hỏi. Một là có hay không sự quyết liệt chống tham nhũng? Xin nhớ cho chỉ số tham nhũng và minh bạch ở Việt Nam vẫn bị thế giới xếp vào hạng kém trong nhiều năm trời. Bất chấp quá trình hội nhập kinh tế, buộc Việt Nam phải cải cách không ít lần. Hai là, phải chăng những gói quà lót tay hiện nay không chỉ qua mắt được bàn dân thiên hạ, mà còn qua mắt được luôn cả những người và cơ quan chống tham nhũng? Quản lý quà Tết không phải là cứ chăm chăm nhắm vào gói quà đó, hay buộc người ta khui gói quà ra trước mắt mình để bắt quả tang, mà là quản lý nguồn thu nhập cá nhân của quan chức. Một đồng xu trong tài sản, dưới bất kỳ hình thức nào của quan chức và gia đình họ, cũng phải được kê khai một cách rõ ràng, minh bạch và được kiểm chứng giám sát. Ở các nước ít có nạn tham nhũng, quan chức có trách nhiệm giải trình tài sản, bất kể khi nào người dân hay các cơ quan giám sát có nghi ngờ. Họ phải giải thích được nguồn gốc tài sản của họ, trong khi tài sản của thân nhân các quan chức cũng được kê khai và đối chứng khi cần thiết. Món quà họ được tặng, những bữa cơm họ được mời, những chuyến du lịch họ tham dự, những buổi hội thảo họ đến tham gia, hay ngay như thù lao họ được trả khi viết một quyển sách, tất cả đều phải được kê khai chi tiết, được công khai ngay khi cần thiết. Việc ông Phạm Trọng Đạt đặt vấn đề bắt quả tang khi tặng quà cho nhau có dấu hiệu tham nhũng cho thấy ông Đạt hay mở rộng ra là hệ thống quản lý minh bạch chống tham nhũng của Việt Nam dường như thiếu tính phổ quát, chưa có tầm ảnh hưởng sâu rộng, điều tối thiểu mà một hệ thống luật pháp cần có. Tôi cũng cho rằng việc đặt vấn đề bắt quả tang quà tặng của ông Đạt là quá hạn hẹp, nên đặt vấn đề rộng hơn, đó là đối chất, chất vấn về tài sản quan chức theo định kỳ hoặc hàng năm. Còn với các gói quà Tết vượt mức quy định nhưng được thể hiện dưới dạng du lịch, vé khuyến mại, học bổng cho con em quan chức hay thậm chí một bữa cơm, một túi lì xì nhỏ gọn thì phải dựa vào sự giám sát của nhân dân qua đường dây nóng hoặc phải quay về câu hỏi đầu tiên, đó là tính tự giác của quan chức. Điều này chỉ có thể được giải quyết bằng quy trình tuyển dụng minh bạch, công bằng dựa trên khả năng đích thực của các cơ quan công quyền. Kèm theo đó, với các gói quà Tết bất hợp pháp, dù chỉ là nhỏ thì cũng phải được xử lý thật nghiêm khắc. Ở nước ngoài, ăn một bữa cơm mời có giá trị vượt quá quy định vài 300.000 đồng cũng đã bị kỷ luật. Thậm chí giáng chức nếu được chứng minh quan hệ giữa quan chức và người mới cơm là quan hệ thiếu minh bạch, có khả năng hợp tác trục lợi. Các phong bì lớn nhỏ cứ hễ bị khám phá thông qua hệ thống quản lý thu nhập quan chức rất hiện đại, hiệu quả, thì những người vi phạm có rất nhiều khả năng bị vào tù. Đừng xem nhẹ tính tự giác mà lơ là trong việc tuyển người có đạo đức hay đơn thuần giơ cao đánh khẽ, theo kiểu vụ ông Vũ Huy Hoàng, Quốc hội phê phán thế này đã đủ đau chưa?
thì nạn quá cáp trong 3 ngày Tết vẫn sẽ là cái ung nhọt vô phương cứu chữa. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Bộ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này. Gọi là cách chức cái thằng đã về hưu, tức là cách chức cái thời gian mà nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đảng hội nó đến đâu thì đến đấy, nó xà xẹo bao nhiêu tiền của rút luật lấy lại một lại cho công quỹ, cái trò ấy làm nó và tào lao cho vui vui thế thôi chứ không ăn thua gì đâu. Những cái ấy có chích công quyền đó là đều nhà cao cửa rộng, nhà cửa non của ai, ở đâu tiền đâu ra, với đồng lương như thế là gì mà làm những cái lâu đài nguy nga như thế, ước đoạt lại tất cả cái bọn lưu danh ăn cướp của dân của nước lâu nay, không từ ai cả, từ nông đức mạnh đến huyện Tấn Dũng, đến huyện Sinh Hùng, đến huyện Phú Trọng, với đại quang túc tiếp phải xem xét lại bao nhiêu của nạ anh ăn cắp ăn cướp được thì mới nó rành mạch, chứ còn hiện nay là cái này thì là như kiểu là phe họ đánh phe kia đấy thôi. Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết là nhiều cơ quan khác nhau đang nghiên cứu quy trình xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Các cơ quan đó là Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Tuy nhiên ông Phúc nói là hiện vẫn chưa tìm ra được quy trình xử lý kỷ luật ông Hoàng, tức là không biết làm thế nào để kỷ luật ông. Trả lời phỏng vấn báo mạng Vietnamnet, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói rằng sở dĩ chưa biết cách nào để kỷ luật ông Hoàng là vì chưa có tiền lệ. Xin được nhắc lại, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương dưới thời chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị tố cáo là đã buông lỏng kỷ luật ở Bộ Công Thương, cho nên các đơn vị do Bộ này quản lý đã không thực hiện đúng quy định về tuyển mộ và bổ nhiệm nhân viên. Ngoài ra, ông Hoàng còn bị tố cáo là đã bổ nhiệm không đúng người con trai của mình là ông Vũ Quang Hải vào chức phó tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu và Nước Giải Khát Sài Gòn. Vào thời điểm ông Vũ Huy Hoàng bị tố cáo thì ông không còn giữ chức vụ nào cả trong chính phủ, quốc hội lẫn bên đảng. Tuy vậy, vào ngày 2 tháng 11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016. Qua vụ kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Chính trị đã khá bối rối vì chưa tìm ra giải pháp tối ưu bởi quá nhiều nguyên tắc đảng và pháp luật chồng chéo lên nhau, khiến biện pháp kỷ luật giống như đánh vào chiếc áo chứ không phải nhân thân của người bị kỷ luật. Mặc Lâm tìm hiểu thêm qua ý kiến các đảng viên cao cấp và cái nhìn của họ trước sự việc này. Vấn đề trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng được đặt ra sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn do bị cáo giác đã làm thất thoát ngân sách hơn 3.000 tỷ, trong khi còn làm việc dưới trướng của ông ta. Ông Vũ Huy Hoàng buộc phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng mà ông là người đứng đầu. Cá nhân ông Hoàng còn bị cho là thiếu gương mẫu vụ lợi khi bổ nhiệm con trai của ông ta làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, rồi đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là thất thoát ngân sách lên tới hàng chục ngàn tỷ khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, sau đó cơ cấu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cũng như đối với ông Vũ Đình Duy, cựu giám đốc của BVTech, thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cũng do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nâng đỡ, bao che và có dấu hiệu thông đồng để cho Vũ Đình Duy thao túng, mặc dù thua lỗ từ dự án này sang công trình khác. Tuy nhiên, Vũ Đình Duy vẫn theo gót của Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài một cách suôn sẻ, an toàn, để lại cho người dân một câu hỏi rất lớn về vai trò của cơ quan điều tra và Bộ Công an. Sáng ngày 4 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, cần phải hết sức chú ý tới công tác quản lý cán bộ. Tuy nhiên, cũng chính ông Vương cho rằng, do chưa có bản án của tòa nên ông Vũ Đình Duy có thể tự do đi lại. Nhưng tự do đi lại không đồng nghĩa với tự do xuất cảnh khi đã có dấu hiệu phạm tội, mặc dù chưa chính thức bị khởi tố. Câu hỏi đặt ra về sự thiếu năng động của cơ quan điều tra khi biết chắc Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy là hai đối tượng có chung một vấn đề trong thời gian ông Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng. Đại biểu Quốc hội liên tiếp hết người này tới người khác đều cho rằng sự bỏ trốn của Vũ Đình Duy là chạy tội, và vì vậy ông Vũ Huy Hoàng khó bị kết án vì hai nhân vật Xuân Thanh và Đình Duy đã cao chạy xa bay. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lại lo lắng khi cho rằng nếu nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là người duy nhất bị kỷ luật,
rồi sau đó vẫn trở lại tình trạng hạ cánh an toàn như cũ thì rất nguy hiểm. Tuyên bố của ông được dư luận cho rằng ông muốn ám chỉ tới vấn đề thanh toán phe cánh, chứ không phải triệt hạ thành phần tham nhũng trong đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tỏ ra bối rối khi cách chức một người không còn giữ chức, dư luận cho rằng đây là hành động đánh chiếc áo để răng người mặc áo. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một cựu đảng viên, một nhà bất đồng chính kiến cho biết, nhận định của ông về vai trò chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc này. Tôi thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng, ông xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy, không hiểu tại sao. Ví dụ như cái vụ Trịnh Xuân Thanh thì cái sai trái nó rõ ràng lắm, phải cái chịu trách nhiệm chính trong cái việc làm ăn cái thua lỗ 3.300 tỷ. Thế bây giờ là Vũ Huy Hoàng cũng như vậy, nếu mà có thể quy kết cái liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh như vậy á, tức Vũ Huy Hoàng là đã làm thiệt thòi của cho nhà nước và đã làm ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng và làm ảnh hưởng đến cái lòng tin của nhân dân. Khi mà giao cho ông ấy cái nhiệm vụ, ông ấy nhận cái nhiệm vụ làm trưởng ban chống tham nhũng thì ông thanh minh cho tham nhũng, ông bảo là Đường Tăng cũng phải hối lộ, rồi ông bảo là nếu mà đánh làm tham nhũng thì khéo bó đảng và đánh chuột khéo bó mình. Nhưng mà bây giờ cái câu gần đây nhất là hết sức dở, người ta chê cười là ông bảo là đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta, vân vân. Đấy là lời nói, cái còn việc làm tôi thấy là vô tế sự, không làm được cái việc gì nó ra cái ồn ào. Cũng có ý kiến cho rằng ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật qua cách chức là hình phạt cụ thể, khiến ông mất tất cả, từ quá trình hoạt động cho tới những ưu đãi vật chất sau này. Nhưng không ít người nghi ngờ cho rằng việc kỷ luật này chỉ là hình thức, vì cơ sở vật chất thì ông Hoàng đã quá thừa thãi, còn tinh thần phục vụ thì chưa chắc ông ta cần tới sau khi đã về hưu. Cũng có nhận định phải cách chức ông Hoàng trước rồi mới áp dụng luật hình sự trong các sai phạm của ông. Nhận định này không nhận được sự đồng tình, vì việc khởi tố ông Hoàng sẽ liên quan đến rất nhiều nhân vật khác. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Bộ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này. Bây giờ gọi là cách chức cái thằng đã về hưu, tức là cách chức cái thời gian mà nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đảng Hoàng, hội nó đến đâu thì đến đấy, nó xả xẹo bao nhiêu tiền của rút loạt lấy lại, nộp lại cho công quỹ. Cái trò ấy làm nó và tào lao cho vui vui thế thôi, thì không ăn thua gì đâu. Những cái anh có chức công quyền đó là đều nhà cao cửa rộng, nhà cửa non của ai, ở đâu tiền đâu ra, với đồng lương như thế là gì mà làm những cái lâu đài nguy nga như thế, cướp đoạt lại tất cả cái bọn lưu danh ăn cướp của dân của nước lâu nay, không từ ai cả, từ nông đức mạnh đến huyện Tấn Dũng, đến huyện Sinh Hùng, đến huyện Phú Trọng, với Đại Quang Phúc Kiếm, phải xem xét lại bao nhiêu của nạ anh ăn cắp ăn cướp được thì mới nó rành mạch. Chứ còn hiện nay làm cái này thì là như kiểu là phe nọ đánh phe kia đấy thôi. Mặc cho dư luận thế nào, ông Vũ Huy Hoàng xem ra vẫn tin vào vị trí mà ông từng có trong Bộ Chính trị. Không bị khai trừ đảng là lý do ông Hoàng vẫn có thể yên tâm rằng ông không thể bị khởi tố hình sự, bất kể ông Tổng Bí thư có nỗ lực thế nào để nhằm triệt hạ ông. Thưa quý vị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư cán sự Đảng bộ Công Thương trong thời gian 2011 đến 2016 của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Nhưng việc cách chức ông Hoàng khi ông đã nghỉ hưu đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Một số người cho rằng đánh chuột khi nó ra khỏi bình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, nói với VOA. Tôi thấy là như vậy, người ta làm một cái trò nó vô cùng là kỳ quặc. Một cái người đã không còn cái chức đấy, đã đi về hưu rồi, cả bao nhiêu tháng trời, gần một năm trời rồi, mà bây giờ thì họ bảo là cách chức mà ông ta đã từng giữ. Và tôi nghĩ là người ta muốn tiếp tục
kỷ luật ông ấy ở một cái mức cao hơn gì đó, để về sau khi mà nói đến ông ta thì người ta không còn phải nhắc đến, tức là ông ấy là nguyên là bí thư của cái đảng bộ nào đấy, bởi vì như thế nó ô danh cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc là thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc phân bổ nhân sự khi còn tại vị. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bị quy trách nhiệm trong việc bổ nhiệm con trai vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Rượu, Bia, Nước Giải khát Sài Gòn và hàng loạt quyết định bổ nhiệm tai tiếng khác, trong đó có vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một giới chức đang bị Việt Nam truy nã quốc tế. Trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội hôm 4 tháng 11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cho biết, sau khi cách chức về mặt đảng, ông Vũ Huy Hoàng cũng sẽ bị xử lý tương xứng về mặt chính quyền, theo tinh thần không có vùng cấm. Dư luận hiện đang theo dõi liệu quyết tâm xử lý không có vùng cấm trong trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng sẽ đi đến đâu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên viên chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì việc xử lý cách chức cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương chỉ mang tính biểu tượng. Cái việc xử lý như này nó có tính chất biểu tượng nhiều hơn, có nghĩa là người ta cho rằng là đánh giá lại cái nhiệm kỳ của ông ấy từ 2011-2016, coi như là đánh giá lại tất cả những cái việc mà ông ấy làm ấy là không xứng đáng với cái chức vụ đó, và cái việc cách chức thì nó có tính chất biểu trưng như thế, thì nó cũng không còn có cái ý nghĩa thực tế nữa. Theo Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, vụ ông Vũ Huy Hoàng thuộc loại chưa có tiền lệ ở cấp cao như vậy. Nhiều trường hợp trước đây, theo Tiến sĩ Thọ, sau khi xử lý về mặt đảng thì vụ việc rơi vào im lặng. Nhưng riêng với vụ ông Vũ Huy Hoàng, vì ở cấp cao và có liên quan đến nhiều vụ được cho là nghiêm trọng khác, nên Tiến sĩ Thọ cho rằng Việt Nam có thể sẽ có những xử lý khác tiếp theo sau khi kỷ luật về mặt đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng. Báo chí do nhà nước quản lý đang thực hiện điều gọi là dội bom tấn lên cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng để vận động truy tố hình sự nhân vật đã về hưu này. Ông cựu Bộ trưởng bị cáo buộc thực hiện các phi vụ mua bán chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng toàn cảnh bức tranh chống tham nhũng ở Việt Nam lại cho thấy tình hình không kết quả, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Ngày 27 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nhìn nhận là vấn đề chống tham nhũng trong những năm qua hoàn toàn chưa thể đạt mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí. Tình trạng tham nhũng và lãng phí hiện nay đang đe dọa đến sự phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ. Theo báo Điện tử Chính phủ và Vietnamnet, lên tiếng tại hội nghị chuyên đề tổng kết 10 năm chống tham nhũng, ông Trương Hòa Bình cho rằng cần xác định tiêu chí công khai minh bạch phải là giải pháp đột phá cho phòng chống tham nhũng, đồng thời cần có cơ chế giám sát quyền lực nằm trong điều gọi là giỏ pháp luật. Điều gì khiến Đảng và Nhà nước Việt Nam gần như bất lực trong cuộc chiến chống tham nhũng? Phải chăng vì tham nhũng dày dặc từ trên xuống dưới, khiến đánh chuột sợ vỡ bình, một phát biểu thời thượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Trả lời chúng tôi vào tối 27 tháng 10, 2016, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo Du lịch, người bị cách chức vào năm 2009 vì đăng một bài viết khích lệ tinh thần yêu nước trước họa bá quyền Trung Quốc. Từ Sài Gòn, ông nhận định. Bao giờ mà pháp luật mà không được thượng tôn á, luật pháp làm ra không có bình đẳng á, tức là còn phân biệt giữa người này người khác, giữa nhân thân người này đến người kia. Tóm lại một câu là khi nào á mà đảng vẫn đứng trên pháp luật, đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn là không thể nào có được cái sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết. Nhân vật xếp thứ 15 trên 19 về vai vế trong Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, được VGP News và Vietnamnet cùng nhiều báo khác dẫn lời nói rằng, trong 10 năm qua, trên toàn quốc có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Hơn 300.000 lượt cán bộ công chức bị chuyển đổi vị trí công tác.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn đề cao điều gọi là tới 99,5% viên chức công chức cán bộ đã kê khai tài sản và thu nhập hàng năm. Những con số mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình liệt kê trở nên một loại hỏa mù thông tin, vì ngay trong bài phát biểu, ông lại tái xác định là tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Tham nhũng có tính lợi ích nhóm đã xuất hiện trong một số lĩnh vực. Một số vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước và xã hội. Trong bài phát biểu được báo điện tử Chính phủ Việt Nam trích đăng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh rằng tham nhũng vẫn đang là lực cản sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhận định về phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Đăng Quang, một cựu đại tá ngành công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội, cho biết ý kiến. Từ đó đến nay là 25 năm đã qua rồi, thì đã qua 5 kỳ đại hội Đảng. Tôi có quan sát thì tôi thấy là mỗi một kỳ đại hội Đảng thì cái tình trạng tham nhũng nó càng nặng nề hơn, mức độ nó càng nghiêm trọng hơn và đối tượng phạm tội nó càng cao cấp hơn. Cho nên là có thể nói là càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển. Điều này so với cái nhận định của tôi thì tôi nói là cơ chế này ở Việt Nam là nó đẻ ra cái tệ nạn tham nhũng và cái bọn tham nhũng nó lại ra sức bảo vệ cái cơ chế này. Thế do vậy là nếu mà giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền chống tham nhũng thì dân tham nhũng càng phát triển. Hội nghị chuẩn bị đề án tổng kết 10 năm chống tham nhũng theo nghị quyết Đảng diễn ra ngày 27 tháng 10 2016 ở Hà Nội, trong bối cảnh báo chí nhà nước mở tổng chiến dịch đòi truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Nhân vật này về hưu sau Đại hội Đảng 12 và mới bị Ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo về mặt Đảng. Lý do vì trong hai nhiệm kỳ Bộ trưởng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Vũ Huy Hoàng đã thực hiện một số vụ bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ mờ ám, gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã bỏ trốn qua Âu Châu và bị truy nã quốc tế. Ông này bị cáo buộc chịu trách nhiệm cao nhất, làm thất thoát 3.300 tỷ trong thời gian làm chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC. Nếu như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sau kỷ luật đảng sẽ bị truy tố, thì có lẽ ông là nhân vật cao cấp nhất bị truy tố hình sự, dù đã là cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng. Câu chuyện này làm nhiều người nhớ lại vụ tài sản bất minh của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông này bị bêu xấu nhưng không bị truy tố. Trong 10 năm qua, các vụ án chống tham nhũng liên quan tới đảng viên, cán bộ cao cấp đang tại chức là rất hiếm. Ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo du lịch, nhận định. Ông Tổng Bí Thư nói rồi, anh nghe. Ông sợ là đánh con chuột ở trong bình thì nó vỡ bình sao? Thì con chuột nó phải ra khỏi bình để chứ con chuột đó là dù trong bộ trưởng hay ông thủ tướng nữa mà ra khỏi bình là vẫn đánh đó. Còn trong bình thì không phải bảo vệ thôi. Chứ còn thực chất đó là không thể, bởi vì anh có những cái một số cái luật lệ riêng đó mà giống như ông Giang Minh ở Sài Gòn, ở giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh mà ông nói đó. Là có những cái luật riêng mà đảng viên không được đưa ra xử. Thì bây giờ chỉ có khi nào á là ông Tổng Bí Thư hoặc là đấy bật đèn xanh thì mới đánh tới cái đó. Nếu ông không bật đèn xanh thì thôi. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được mô tả là người giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng, làm trong sạch đảng để tìm kiếm hậu thuẫn của lớp đảng viên trung kiên. Giới quan sát cho rằng hoặc là ông Trọng chưa tập trung quyền lực đủ mạnh, hoặc là tham nhũng lợi ích nhóm đã trở thành căn bệnh trầm kha, bắt rễ trong hệ thống chính trị, cho nên ông Tổng Bí Thư hành xử rất thận trọng, và vì thế quá chậm chạp trong vấn đề làm trong sạch đảng. Điển hình là để đả một con hổ già, nanh vuốt đã cùn như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, mà đường đường một ông Tổng Bí Thư
phải mấy lần trực tiếp ra lệnh đánh một anh phó chủ tịch tỉnh là Trịnh Xuân Thanh. Ông Tổng Bí Thư được cho là đã huy động toàn bộ công cụ truyền thông nhà nước để moi móc việc ông phó chủ tịch Hậu Giang đi xe tư tiền tỷ gắn biển số công. Rồi từ đó mới có cớ điều tra làm rõ các vấn đề chạy quyền, chạy chức và vấn đề cựu Bộ trưởng Công Thương nhắm mắt làm ngơ sai phạm lớn của ông Trịnh Xuân Thanh ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí. Trong dịp trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn cho rằng, Tổng Bí Thư phải có hành động thực sự quyết liệt để chống tham nhũng tới nơi tới chốn, chứ không phải chỉ là một vài vụ để tuyên truyền, ông nói. Cái đòi hỏi của xã hội, của nhân dân mà kể cả trong nội bộ đảng, thì cũng mong muốn rằng những vụ án mà gần đây đó, thì sẽ làm đến nơi tới chốn. Như là cái vụ án bây giờ mua cái phone, ví dụ là mua pháo, rồi vụ không mua sang, rồi vụ trưởng Xuân Thanh, rồi vụ Vina Conac, vân vân. Đã đưa ra thì cũng làm đến nơi tới chốn, đến chứ không làm đến nơi tới chốn thì uy tín của đảng có lẽ là nó sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn. Ngày 17 tháng 10, 2016, khi tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được báo Dân Trí Online dẫn lời nói rằng cần thiết cơ chế kiểm soát quyền lực và điều gọi là phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế lập pháp. Phát biểu đáng chú ý của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có khả năng hiện thực hay không, cựu Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định. Tuyên bố của ông Trọng nói là chỉ có tác dụng làm khích lệ tinh thần của một số đảng viên, nhưng mà thực tế là nó không có giá trị thực tiễn, bởi vì ở Việt Nam ấy thì giữa cái bộ khung quyền lực, tức là những quy định của pháp luật với việc thực thi nó thì là có sự khác nhau rất xa nha. Sự độc tài, thối nát, thoái hóa, thực hiện kinh tế xã hội chủ nghĩa thất bại đã khiến các đảng cộng sản từng cai trị hàng chục thập niên ở Đông Âu bị xóa sổ. Rồi chính cái nôi khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa là Liên Xô cũng đã bị tan rã vào năm 1991. Đảng Cộng sản Việt Nam tất nhiên ý thức điều này rất rõ. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lý luận chủ nghĩa Mác Lê, sẽ có được sức mạnh thần kỳ nào để sống mái với các nhóm quyền lực và lợi ích đang sâu xé nền kinh tế Việt Nam, hay là ông sẽ phải dựa vào uy lực của nhóm lợi ích mạnh nhất, hầu có thể thực hiện kế hoạch đả hổ, diệt ruồi.